một máy khoan động lực, 4 mũi khoan tường, 4 mũi khoan gỗ. Máy khoan động lực Bosch GSB550E 80 món phụ kiện. Xin chào anh em, trên bàn tôi lúc này là bộ máy khoan Bosch GSB550 Electrician. Và bộ máy khoan này là bộ máy khoan mới nhất đến từ thương hiệu này, gồm có một vali và đi kèm có 80 phụ kiện. Bộ máy khoan này sẽ phù hợp sử dụng tại gia đình và cũng có thể đáp ứng được những tính chất công việc đặc trưng của anh em thợ sửa chữa chuyên nghiệp. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những tính năng cũng như là xem trong 80 món ấy thì có những gì nhé. Set này được đựng trong một vali chuyên dụng gồm có một máy khoan động lực GSB550E, 4 mũi khoan tường 4568mm, 4 mũi khoan gỗ với đường kính 4568mm, 30 con vít 30, 40, 50mm và 30 tắc kê nhựa đường kính là 25, 30 và 35mm, một hộp tô vít, một đồng hồ đo điện tester, băng cách nhiệt, dao, búa và kiếm cắt dây. Bộ máy khoan này thì với 80 món phụ kiện sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng trong gia đình và cả những công việc đặc thù của anh em sửa chữa nữa. Và nếu như anh em có nhu cầu đặt mua máy khoan chính hãng thì hãy truy cập vào website meta.vn hoặc là liên hệ tới hotline ở phía trên màn hình để có thể hưởng được chế độ bảo hành chính hãng lên đến 18 tháng nhé. Máy khoan động lực Bosch GSB550E 80 món phụ kiện được thiết kế nhỏ gọn với trọng lượng chỉ 1,8kg. Khi cầm khá nhẹ tay và chắc chắn, máy khoan Bosch GSB550E sử dụng công suất 550W, có thể khoan được nhiều vật liệu đa dạng, tốc độ không tải lên tới 2.800 vòng trên phút. Cũng trong bộ phụ kiện này, máy được hỗ trợ nhiều mũi khoan sắc bén, mũi khoan đa dạng về kích cỡ, bạn có thể lựa chọn sao cho phù hợp với mục đích sử dụng. Thao tác sử dụng, thao tác lắp đầu mũi khoan rất dễ dàng. Đầu khoan có cố định đầu kẹp giúp đóng đầu kẹp chắc chắn hơn, thao tác chuẩn xác hơn. Khi mua máy khoan động lực Bosch GSB550E, bạn sẽ ấn tượng ngay một trong những phụ kiện của bộ set 80 đi kèm là em đồng hồ đo điện HiElec MS8233D chính hãng, một loại đồng hồ đo điện vạn năng, thang đo tự động sử dụng bằng năng lượng pin. Ngoại hình của em này khá đầm với màu vàng sáng bắt mắt. Khi cầm nắm cũng rất chắc tay. Ngoài ra dây que đo khá dày dặn và có độ bền cao, đạt chuẩn CAT2 1000V. Có chức năng chống đo nhầm điện áp, đo nhầm không cháy, cùng chức năng đo tần số Hz, đo điện áp AC-DC, đo ôm, thông mạch, đo dòng điện AC-DC và chức năng đèn sáng màn hình LED. Vừa rồi Meta đã giới thiệu đến anh em bộ sản phẩm máy khoan động lực Bosch GSB550E. Nếu như anh em quan tâm đến sản phẩm và mua hàng tại meta.vn thì sẽ được mua hàng chính hãng, được hưởng chế độ bảo hành theo đúng chính sách của hãng và được giao hàng tận nhà. Đặc biệt là sẽ được nhận ưu đãi giá tốt nhất trên thị trường. Các bạn quan tâm đến sản phẩm thì hãy liên hệ tới hotline ở phía trên màn hình hoặc truy cập vào website meta.vn để tham khảo nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tới.